Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Bethania, gần núi Tây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cởi. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con: sao các ông làm thế? Thì hãy nói rằng: Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp: lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo lên mình lừa và ngài lên cởi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt những cây trải lối đi. Kẻ thì đi trước, người thì sau tung hô rằng: hoan hô, chúc tụng đứng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời. Trong cuộc sống, chúng ta cố gắng không làm mất lòng ai. Với mọi người, dường như chúng ta thật là tốt đẹp, vì chúng ta không phụ bạc ai cả. Tâm hồn chúng ta thật thanh thản. Thế nhưng sự thật không phải như vậy. Dù chúng ta có sống tốt đến mấy, có đẹp đến mấy, thì trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng đã và đang phụ bạc một người. Thậm chí chúng ta còn ngược đãi người đó. Người đó chính là Chúa Giêsu. Chỉ có điều Ngài không kêu trách, không oán than, không tố cáo, không nói xấu và cũng không trả thù, nên chúng ta không biết. Chúa Giêsu yêu thương con người, vì thế Ngài đã bỏ cõi trời vinh hiển xuống cõi trần tội lỗi để đồng hành và sống cùng nhân loại, cụ thể qua dân tộc Do Thái. Ngài yêu dân tộc Thánh bằng cả con tim chân thành của mình. Thế nhưng đáp lại tấm lòng yêu mến của Ngài là thái độ hờ hững coi thường, là hành động chống phá công kích, và cuối cùng là đóng đinh giết chết Ngài. Xót xa hơn cho Chúa Giêsu khi Ngài bị chính những người thân yêu nhất, quý mến nhất bỏ rơi, phản bội và giết chết. Thế nhưng trong cả bài thơ khó, chúng ta chẳng thấy Ngài nói một lời oán giận. Có chăng Chúa Giêsu chỉ có lời cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ đã hại Ngài? Quả là một tình yêu trời biển, một tình yêu bao la mới có thể có được một hành động đầy nhân ái và yêu mến như vậy. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với người Do Thái hôm đó cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta hôm nay. Vì vậy, theo lẽ thường tình, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới đền đáp được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta không yêu mến Ngài, dù chỉ trong một giây phút thôi, là chúng ta đã phụ tình Ngài. Xét lại bản thân mỗi người, quả thật chúng ta đã phụ tình Thiên Chúa không chỉ một lần, hai lần, ba lần, nhưng là hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu lần. Buổi sáng thức dậy,
đáng lẽ chúng ta phải đến ngay với Chúa để tạ ơn Ngài đã gìn giữ ta có một đêm an lành, thì chúng ta lại chạy ngay đến chiếc tivi hay cầm ngay lấy tờ báo để xem tin tức, giá cả. Khi ăn cơm, lẽ ra chúng ta phải tạ ơn Ngài vì đã ban cơm bánh, thì chúng ta lại tập trung tếu táo và nói chuyện phím với bạn bè. Buổi tối, lẽ ra chúng ta phải dành ít phút để tạ ơn vì Ngài đã ban cho một ngày tốt lành, thì chúng ta lại tranh thủ thức khuya để xem một trận bóng hay một bộ phim. Ngày nào cũng như ngày ấy, chúng ta vẫn lãng quên Ngài và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời ta. Ước chi trong tuần thánh này, mỗi người sẽ siêng năng nhớ đến Chúa và cầu nguyện với Ngài nhiều hơn. Ước chi trong những ngày thánh thiêng này, không có một ai trong chúng ta không đến tòa giải tội để xin ơn tha thứ của Chúa. Trên hết, mong sao mọi người trong chúng ta đều tham sự thánh lễ để tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta đừng sợ Thiên Chúa sẽ giận hờn và bắt tội chúng ta. Chúng ta đừng sợ Ngài sẽ quát nạt hay trả thù chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, chỉ cần chúng ta yêu mến chân thành và hết lòng ăn năn sám hối, thì Ngài sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Amen. Sion, nay vua ngươi đã đến nơi rồi, người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời. Vạn là vạn thế, vạn là vạn thế, con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa. Vạn tuế, vạn là vạn tuế, con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Israel hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm người. Nào máu ra trái áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng. Vạn là vạn thế, vạn là vạn thế, con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Vạn là vạn thế, vạn là vạn thế, vạn là vạn thế, con vua David, đấng nhân danh Chúa mà đến. Gieo vang lời hoan hô cùng vỗ tay mừng, vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành.
vạn quê con vua David. Chúa cùng đấng nhân danh Chúa mà đến. Vạn là vạn quê, vạn là vạn quê con vua David. Chúa cùng đấng nhân danh Chúa. Vào thanh điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò, kèn vang lên trôi khúc trầm hùng, vươn câu ca mừng hát khen ngài. Vạn là vạn quê, vạn là vạn quê con vua David. Chúa cùng đấng nhân danh Chúa. Vạn quê, vạn là vạn quê con vua David. Chúa cùng đấng nhân danh Chúa mà đến. Vạn là vạn quê, vạn là vạn quê.